Xin chào các bạn lại đến với kênh Bé Út và Chibi. À các bạn ơi, như vừa rồi á thì cái kênh của mình, kênh cũ tên là Tỉ Mỉ Li Ti Family, thì có nhiều bạn góp ý với mình á là cái kênh này khó nhớ cái tên quá, cho nên á là để gần gũi với các bạn hơn, cho các bạn dễ nhớ hơn, thì Bé Út và Chibi sẽ là hai cái tên chính của kênh của mình nha. Các bạn nhớ kênh Bé Út Chibi. Và dù là đổi tên nhưng mà kênh của mình á thì vẫn tiếp tục mở mini game như là kênh Tỉ Mỉ Li Ti trước đây. Đó thì là cứ 100 người thì sẽ được tặng quà. Sẽ bốc thăm mini game trúng thưởng. Và mình đang móc lên vừa rồi á là video trước các bạn thấy rồi đó. Gia đình nhà mình á đã chỉ cho các bạn móc cái nón len rất là dễ thương đúng không? Thì ngày hôm nay gia đình mình là bé Út Chibi và các chị búp bê đã tạo ra một sản phẩm ba lô bằng len rất là đẹp, và bây giờ sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Tăng chị búp bê ơi, la 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 la. Trời, búp bê sao hát. Đây là cái ba lô rất là xinh đúng không nào các bạn? Các bạn thấy cái ba lô này nó có xinh hay không? Wow, xinh đó chị, rất là hợp với dáng của chị. Em cũng muốn có một cái, nhưng mà em còn nhỏ lắm, không đeo được ba lô. Đây các bạn dòm đây, ba lô màu trắng và có cái nơ màu hồng. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống để nghe chị ấy hướng dẫn. Ba lô thì nó sẽ có hai cái quai. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn. Cho chị Bi ngồi coi với. Đây nè các bạn, giờ mới nè. Đây là cái ba lô có hai cái quai để đeo vô cái dây, và đây là cái nơ mà cũng là cái nắp để mình cột lại nè. Đó, có thể đựng gì đây? Đựng cục kẹo hay là đựng cái gì đó. Đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cột lại, và chương trình ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mà cái ba lô tương tự như thế này, và cũng sẽ là phần quà để tặng mini game á. Các bạn hãy nhớ giới thiệu các bạn bè cùng đăng ký kênh của mình và cùng theo dõi các video, để đủ 100 người thì mình sẽ bốc thăm tặng quà nha. Đó, cái ba lô này rất là đẹp đúng không? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Màu hôm nay mình chọn là màu cam và màu xanh dương, và đây là cây móc. Các bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi nha. Đây, có thể đổi thành Bé Út Chibi, chữ nào đẹp hơn mấy bạn. Và đây là cái ba lô rất là xinh đúng không nào? Ba lô này thì dành cho búp bê nha. Búp bê đeo thì rất là đẹp, phải để cho búp bê đeo lại đi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập móc len, móc ba lô. Mà các em còn nhớ cái cách móc mà móc len không vậy? Đây, đầu tiên á thì chúng ta sẽ cột nó lại như thế này nha. Móc nó giống như cái nón bụi hôm hổm vậy đó. Cái này các em chịu cực coi tí xíu nha. Giống đầu tiên chúng ta sẽ móc là cái phần này nè, với cái phần này nè, với phần này nè, là nó giống như là cái nón len vừa rồi mà chị đã hướng dẫn các em á. Em nào chưa coi thì bây giờ coi lại nè ha. Chúng ta rút một cái vòng tròn, sau đó móc nè, quấn ha. Tay này thì căng chỉ nè, ngón giữa và ngón cái cầm đây. Đây chỗ này mình sẽ cầm như thế này ha, căng lên. Đây thì cầm dưới đây. Đây. Đó. Móc từ ngoài vô trong, lòn qua đây. Tiếp tục, đó là một mũi. Cái tay của chị nhìn nó dơ quá ha các em. Vừa rồi chị lặt lau ra rau lan á, cái mũ của nó dính vô chị chùi không có ra, nhìn ghê quá. Các em đừng cười chị nha. 2. Từ ngoài vô, móc qua cái lỗ nè. 3.
từ ngoài vô. 4. Đủ 4 mũi thì chúng ta sẽ kết nó lại nha. Nè, chúng ta sẽ chọt nó vô đây và móc nó qua. Đó. Qua luôn nha, qua hai cái luôn, hai cái. Chứ mấy em phải nắm ở phía dưới này nè, nắm ở dưới đây nè cho nó chặt ha. Còn đây cái ngón này thì vịn đây. Rồi bắt đầu lên 1. Ôi trời ơi. Y vậy nữa. 2 3 4. Và chúng ta sẽ móc mũi chữ Y. Nè, mũi chữ Y nè, móc lên. Móc xuống, móc lên. Qua hai cái, qua hai cái. Rồi bỏ hai mũi, 1 2, tiếp tục móc chữ Y. Rồi. 1 2 móc chữ Y. Cái cọng len nó dính vô cái chân B á, móc cái này á là các bạn phải kiên nhẫn nha. Kiên nhẫn. Rồi cứ móc theo chị. Đó. Cứ móc một chữ Y thì bỏ hai mũi. Chúng ta móc, ê chị quên rồi, chị móc chữ Y tiếp luôn. 1 2. Mình cứ móc như vậy á thì mà nó khi nào nó tròn thì mình sẽ kết lại nha các em. 1 2. Không biết là cái vỏ ba lô màu cam này với cái ba lô màu trắng thì cái nào nó sẽ đẹp hơn nữa. 1 2. Các em mà có len á thì hãy cùng ngồi móc với chị luôn nha. Để cho nhớ. Đây, 1 2. Đó, tự nó xoay tròn luôn các em. Các em không cần xoay luôn. Các em cứ móc vô một điểm và quay vòng vòng thì nó sẽ tự xoay tròn á. Rồi, bây giờ chúng ta ráp lại 1 2. Khi ráp lại thì chúng ta ráp bằng cái mũi này, không có mắt cái này ha. Ráp vô luôn. Khoan á, cộng len lúc nào phải ở ngoài nha. Cộng len lúc nào cũng phải ở ngoài để mình móc nó vô trong. Đó, rồi bây giờ tiếp tục lên 4, 1. Này là mũi thường. 2 3 4. Móc chữ Y xuống. Dễ em các em, thật ra đó. À, nó dễ lắm. Còn lại là phần biến tấu của mình thôi ha. Còn các em chủ yếu là móc được cái mũi thông thường nè. Và mũi chữ Y. Mũi hạt gạo, sau đó chúng ta sẽ biến tấu nó ra thành kiểu này, kiểu kia. Thấy không? Chúng ta muốn móc tròn thì móc tròn, muốn móc thẳng thì nó sẽ thẳng. Vậy đó. Bây giờ là mình không có tăng mũi như hồi nãy, là có một điểm tròn thôi, chúng ta tăng lên quá trời thì nó sẽ xoay tròn. Còn bây giờ mình móc Y vậy ở dưới đây, cách 2 một chữ Y, ở trên đây cũng cách 2 một chữ Y thì nó sẽ lên một cái hình thẳng lên. Nó không có xòe tròn ra nữa. Còn nếu như chúng ta muốn xòe bự ra nữa thì chúng ta phải tăng mũi nó lên. Nha. Bây giờ các em mới biết móc thì các em cứ móc theo chị mấy cái này đi, rồi từ từ chị sẽ hướng dẫn cho các em nhiều mẫu móc khác nha. Đó, chúng ta tha hồ móc đồ chơi cho búp bê. Cứ 1 2 rồi chữ Y. Rồi các em giờ là sắp giáp ní rồi nè, chúng ta chỉ cần móc 1 2 và giáp mí nó lại thôi nha, không có móc chữ Y. Và tiếp theo là mình sẽ móc hoặc gạo mà để cho nó tạo thành cái đường gân như thế này nè, cái đường gân ngang nè. Các em móc một bên chượng bên ha. Đây nè, các em dẹp đi, nó có cái đường thắt bính nè, thấy không? Hai bên thì mình chỉ chọn một bên vậy thôi. Chứ nếu mà mình chọn hai bên thì nó sẽ không có ra được cái sọc ngang như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ móc mũi hoặc gạo nè. Hoặc gạo thì mình sẽ không quắt. Mình giống như là cái mũi móc nối hai cái đầu lại với nhau vậy đó các em. Đó, chúng ta móc, cứ móc như vậy cho đến hai vòng giáp nhau nha. Rồi sau khi mà các em móc nó được giáp tua như thế này ha, một tua hai tua, thì bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp lên. Một, móc lên cái hàng trên cùng nè. 2 3
là 4. Móc lại ngay cái chỗ ban đầu ha, để cho cái cây này nó chắc. Sau đó bây giờ chúng ta bóp cho nó tròn lại như cái vậy nè, đó. Cho nó thun lại cho nó như cái trứng này nè, đó, thấy không? Nè, cho nó tròn lại nè, nó nhỏ lại nè, thấy không? Thì bây giờ hồi nãy thì chúng ta tăng mũi thì nó bự lên, sau đó chúng ta giữ y vậy. Bây giờ chúng ta bóp nhỏ lại bằng cấp là ha, một chữ y thì thay vì đó là móc cái mũi kế tiếp, chúng ta bỏ một mũi, ta móc một mũi nha, quên đó, nhớ nha các em, bỏ một mũi, móc một mũi chữ y, đây móc tiếp luôn nè, bỏ một mũi, móc một mũi. Rồi, bỏ một mũi, móc một mũi. Như vậy là phần trên nè, nó sẽ nhỏ hơn phần dưới nè, các em thấy không? Rồi, chúng ta tiếp tục móc, bỏ một mũi và móc. Cứ như vậy ha, móc cho nó đến hết cái vòng. Rồi, và bây giờ còn một mũi nữa, chúng ta sẽ giáp tua nó lại trên đây nha. Giáp tua lại. Đó, các em thấy không? Nó đã chụm lại rồi nè. Nó chụm lại á, như là một cái quả trứng vậy đó. Đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc cái dây nha. Chúng ta sẽ móc 32 mũi như thế này. 1, 2, 3, 4. Sau khi đủ 32 mũi thì cái dây nó dài như thế này ha. Thì các em bắt đầu nè, gầm xuống phía dưới đây nè nha. Chúng ta sẽ kết nó vô. Ta sẽ kết nó vô như thế này, cho nó dính vô ha. Và tiếp tục đi qua bên đây. Đó, kết nó qua, kết dọc theo cái vòng tròn đó đó nha, cho nó nổi cái gừng lên cho nó đẹp. Đã, để qua bên đây chúng ta móc tiếp một sợi dây ba lô bên đây nữa ha. Rồi chúng ta nối lên trên đó, khi mà nè, coi như đầu bên đây qua đầu bên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc 32 mũi, 3, 4, 5, 6, tiếp tục. Rồi, em Chibi và em Bếp thấy không? Đây nè, đã móc được 32 mũi, nó dài thiệt là dài. Sau đó chúng ta sẽ chụm nó lại nè, chụm nó lại với cái trên này nha, cái phần thân trên này chúng ta sẽ chụm nó lại. Đó, sau đó chúng ta sẽ móc cái phần nắp này nha. Chúng ta sẽ móc nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mũi nha. Sau đó chúng ta sẽ móc chữ Y xuống cái mũi thứ hai ban đầu đó, kéo nó lên. Rồi, chúng ta cứ móc vô đúng một cái chỗ này nè, móc hoài cho nó xoay tròn ra, giống như ở dưới phía đáy á. Đó là được rồi, là chúng ta sẽ tạo ra được cái nắp. Dễ không các em? Coi như là chúng ta sắp hoàn thành rồi đó. Các em hãy kiên nhẫn nha, và hãy nhớ đăng ký thành viên trên kênh Tỉ Mỉ Li Ti Family, và giới thiệu cho các bạn nha, cùng đăng ký kênh để cùng xem chị hướng dẫn móc nhiều cái món đồ len thật là dễ thương, cũng như là hướng dẫn các em làm rất là nhiều trò chơi, cũng như là thỉnh thoảng sẽ làm một vài câu chuyện vui vui của bé Út và Chibi cho các em coi. Và điều đặc biệt nhất á, là hiện tại á, là chị đang có cái mini game tặng cái quà là đồ len này nè các em. Thì các em giới thiệu cho bạn bè của mình, người thân của mình á, cùng tham gia mini game nha. Hãy chọn hai con số may mắn nhất của mình, comment ở dưới đó. Khi mà đủ 100 người đăng ký thì á, hả, chị sẽ tổ chức bốc thăm và tặng quà cho các em nha. À, yên tâm đi, cái phần ship hàng chị sẽ chịu luôn, các em không có phải tốn phí gì hết nha. Đó, em nào yêu thích mà móc len á thì nhớ xem kênh của chị, và hãy đăng ký kênh, giới thiệu mọi người đăng ký kênh để mini game được tổ chức sớm hơn nha. Đó,
cái phần ba lô này cũng là trong cái danh sách quà tặng đó các em. Rồi, nó đã tương đối tròn rồi nè. Đó, các em thấy không? Cứ móc vô một điểm này thôi. Nè, mà cứ móc vô một điểm này thôi thì nó sẽ tròn đều. Đó. Cắt chỉ ha. Cắt chỉ nè, rút ra. Đó. Để chỉ các em rút lại nha, để cho cái len nó không có bị tột ha. Nếu mà mình không làm kỹ cái phần này á thì chỉ cần cầm cọng dây len rút một cái á là nó đi tút lút hết luôn, coi như công trình mình móc nãy giờ là xong luôn á các em. Các em nhớ chú ý nha, mình phải rút cái phần này nha. Em nào làm thử bị rút vài lần là biết à. Rồi. Xong. Sau khi móc xong cái phần này nè, đó. Thì các em sẽ chọn hai đoạn len khác màu nha. Hai cái phần len khác màu. Đó, để cột lên một cái là chúng ta sẽ cột lên trên cái nắp. Cái phần nhỏ thì mình để ở trong nha các em. Đó. Rất là dễ ha. Đó. Rồi. Một giây nữa thì mình sẽ cột ở dưới đây. Sẽ cột ở dưới đây nha em. Rồi, vậy là mình có thể làm cái chỗ để mà cột cái ba lô lại á, để cho đồ nó đừng có rớt ra nha em. Đó, vậy là xong cái nón len rồi. Bây giờ chị có một ít xíu ngầu chị muốn mang đi chơi, muốn mang đi picnic, để mà chúng ta quay số mấy đây, số 3 quay một cái, số 5 một cái, số 2 quay một cái, số 4 và một cái, số 3 ha. Chị sẽ bỏ vô đây để mang đi chơi. Đó, 3 và 4 cục và 5 cục. Rồi, chị sẽ cột cái ba lô lại để cho búp bê mang đi chơi. Ủa, nếu như mà em nào mà có kiên nhẫn á, mình có thể móc cái ba lô to cho mình luôn nha. Và mình có thể phối nhiều màu lên. Đó. Cũng y như vậy thôi, chứ mà chúng ta móc to hơn. Nhưng mà trước khi mà móc cái to thì mình hãy tập móc cái nhỏ nha các em. Cho cái tay mình nó nhuần nhuyễn đi thì cái mũi móc của mình nó mới đều và đẹp ha. Còn khi mà mấy em mà mới tập móc á, cái dây này nãy chị cắt nó hơi ngắn, phải mà mình cắt mà nó dài hơn một tí á thì nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ cột hơn. Trời, sao mà chị móc thì giỏi lắm mà sao cột có cái nơ không mà kỳ cục vậy, kỳ cục quá ha mấy em. rồi trời đất ơi, sao mà bụng về quá ta, chắc là đói bụng rồi hay sao nè. Rồi không có đẹp, sao kỳ ta, bực ghế ta, quyết tâm cột lại coi. Chắc là chị bị đói bụng rồi đó. Đây nè, chọc nó vô, biết sao cái móng tay chị nó bị xước á, cái nó móc theo cái len đây. Rồi, ok. Trời ơi, có làm cái nơ không, móc nãy giờ lâu thiệt lâu, không sao làm có cái nơ không mà lâu vậy đó. La la la. Rồi, đẹp không mấy em? Đâu, búp bê thử đổi ba lô xem. Thử đổi xem. Đó. La 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 la. Hai cái ba lô này, các em thấy cái ba lô nào thì đẹp hơn? Ba lô nào đẹp hơn? Màu cam, màu hồng, màu nào cũng dễ thương hết. Video của mình đến đây là kết thúc rồi.
Chào tạm biệt các em nha. Bye bye. Hẹn gặp lại ở video sau. Nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Úc Chibi. Tên.